Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối đêm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại anh Hào và Lan Lan để chúng ta cùng đi tiếp series Âm Dương Kỳ Truyện và những hành trình hành đạo giúp đời của cậu pháp sư trẻ tên là Hào, với phần tiếp theo có tựa đề Biệt Thự Trắng. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Vào một ngày nắng đẹp, căn biệt thự trắng lớn nhất xã vừa được xây dựng hoàn tất. Sân vườn rộng rãi, có đài phun nước ở chính giữa. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách châu Âu, màu sơn trắng tinh, vừa đẹp mắt lại thơ mộng. Thành năm nay 35 tuổi là chủ của căn biệt thự này. Tuy còn trẻ, nhưng thời gian trước vất vả làm ăn nên đã gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Dân trong xã khen anh hết lời, khen ông Tâm có đứa con trai giỏi giang, khiến ông đi đâu cũng nở mày nở mặt. Cái tin Thành cưới vợ xuất hiện không lâu sau đó. Trong xã từ trước tới giờ chưa có cái đám cưới nào lớn tới như vậy. Vợ của Thành là Hiền, là một giáo viên mầm non dịu dàng chu đáo. Hiền năm nay 25 tuổi, vô tình lọt vào mắt xanh của Thành, nên bố mẹ đồng ý gả cô cho anh mà không chút do dự. Trong cái nhìn của Hiền về Thành, anh ta là một người đàn ông chững chạc và lịch lãm, lời ăn tiếng nói có chừng mực và trưởng thành. Nhà trọng xe sang, tiền tiêu không cần suy nghĩ, làm cho Hiền đổ ngay từ lần gặp đầu tiên. Đêm tân hôn, Hiền ngồi trên chiếc giường rộng rãi êm ái mà chờ Thành. Cô nghĩ số mình thật may mắn khi cưới được chồng giàu, cuộc sống sau này đỡ vất vả lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cô nghĩ rằng trong cái xã này liệu có ai may mắn được như mình. Có được người chồng như vậy, không biết tu bao kiếp mới được. Đêm tân hôn diễn ra tốt đẹp như Hiền mong đợi, làm cho cô càng yêu người chồng này hơn. Giống là một người dịu dàng và đảm đang, nên sáng sớm Hiền cùng người làm trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Trong căn biệt thự này, ngoài vợ chồng cô, còn có ông Tâm bố của Thành và một người em trai 28 tuổi tên là Tuấn chung sống cùng nhau. Sau khi nấu xong bữa sáng, Hiền lên phòng gọi Thành thức dậy. Anh mở đôi mắt còn mơ màng ngủ, vươn người hôn lấy Hiền một cái. Mấy giờ rồi em? 6 giờ rưỡi rồi, mau đánh răng rồi xuống ăn sáng đi anh, em mới nấu xong á. Vợ anh giỏi quá, cưới được em đúng là phước của anh mà. Được chồng khen, Hiền vui ra mặt. Cô nhéo eo Thành một cái rồi đi ra ngoài, đi gọi ông Tâm và Tuấn. Trên bàn ăn, mùi phở gà thơm lừng hòa quyện trong không khí, hơi nóng bốc lên khiến cho món ăn càng thêm hấp dẫn. Ba bố con vừa ăn vừa tấm tắc bảo ngon, khen Hiền giỏi giang đủ kiểu, khiến cho lòng cô vô cùng vui vẻ. Ăn sáng xong, Thành gọi tài xế riêng đưa anh đi công việc. Còn Tuấn thì đi làm kế toán ở một kho giao hàng ngoài trung tâm thị xã. Hiền là giáo viên mầm non của một trường trong khu này. Cô xin nghỉ mấy ngày lo đám cưới, ngày mai mới đi dạy lại. Cho nên bây giờ chỉ còn cô và ông Tâm cùng với người làm ở nhà. Ông Tâm đam mê cây cảnh, trước đây gia đình nghèo khó nên không theo đuổi được. Bây giờ con trai làm ra tiền nên đã mua cho ông rất nhiều cây cảnh để quanh sân. Hiền thấy ông Tâm tỉa mấy cành cây, liền ra ngoài tâm sự mấy lời. Nhờ đó mà cô cũng biết được ít nhiều quá khứ của gia đình chồng. Vợ ông Tâm mất sớm, một mình ông gà trống nuôi con. Vì gia cảnh khó khăn nên Thành nghỉ học giữa chừng, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học. Cho đến khi Tuấn tốt nghiệp đại học thì Thành rời gia đình để đi làm ăn xa. Mấy năm không về thăm nhà lấy một lần, chỉ liên lạc bằng điện thoại. Thành xa quê 5 năm, khi về đã trở thành người có tiền,
xây biệt thự, sắm xe sang. Anh nói mình gặp may, được ông chủ chỉ dạy cách buôn bán hàng từ bên nước bạn sang nước mình, rồi nhờ gặp mấy chuyến hàng lớn nên phất lên trông thấy. Buổi trưa Thành về nhà, khi anh vừa bước xuống xe thì Hiền đã chạy ra đón. Anh ôm cô vào lòng mà thủ thỉ: "Em ăn cơm chưa?" "Cả nhà đang đợi anh á." "Ừ, được rồi, vào nhà thôi." Thành quay lại nói với anh tài xế tên Đăng: "Em đậu xe đi, rồi vô ăn chung với gia đình anh luôn." Đăng gật đầu. Anh chàng này có một gương mặt khá lạnh nhạt và nghiêm túc. "Ờ, anh chị vô trước đi, rồi em vô sau." Ăn cơm xong, Đăng theo Thành lên phòng sách ở trên tầng. Vừa mới bước vào trong, Đăng cảm thấy nhiệt độ ở đây khác hẳn so với bên ngoài. Sống lưng của anh lạnh toát, chân lông không hiểu sao dựng đứng hết cả lên. Thành đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Đăng, rồi dặn dò: "Phiền em đưa cái này cho anh Bảo. Nói đây là danh sách chuyến hàng sắp tới. 2 ngày sau anh có chuyến đi, em tới chở anh ra sân bay." Đăng nhận lấy tập giấy, rồi ngập ngừng nói: "Ờ, nhà em cách đây cũng khá xa. Hay là anh cho em sống ở đây được không? Ngoài lái xe có thể phụ bác Tâm chăm vườn mà." Thành nhìn bộ dạng thật thà của Đăng, gật đầu đồng ý ngay. "Ừ, em nói với vợ anh một tiếng để cậu sắp xếp chỗ ở cho em." "Dạ, cảm ơn anh nhiều." "Có gì đâu." Đăng năm nay 30, dáng người cao tráo và khá ưa nhìn. Hiện đang là tài xế mà Thành thuê cách đây không lâu. Đăng đem theo tập tài liệu ra xe, âm thầm nhìn hết một lượt. Khi không phát hiện điều gì bất thường, mới lái xe tới địa chỉ nhà của Bảo. Khi Đăng về tới nhà thì thấy ông Tâm đang chăm mấy cây cảnh. Anh chào ông rồi vào trong báo lại việc mình đã làm xong cho Thành. Thành đang cùng Hiền ngồi xem TV ở phòng khách, chỉ tay về phía căn phòng gần với khu bếp: "Sau này em ở phòng đó đi, có thiếu cái gì á thì nói anh một tiếng." "Cảm ơn anh, vậy em tranh thủ đi dọn dẹp một lát." "Ừ, đi đi." Tới 12 giờ đêm, Đăng bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Anh không xác định được tiếng động đó ở đâu. Sau vài giây, Đăng cố lắng tai nhưng lại chẳng nghe thấy gì nữa. Đăng trón trén mở cửa phòng. Bên ngoài là một mảng mờ tối. Ngọn đèn trên tường không đủ chiếu sáng khắp ngôi nhà rộng lớn này. Bỗng nhiên Đăng cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Nó nhanh đến nỗi anh chưa kịp định hình đó là gì thì đã biến mất. Sống lưng Đăng lạnh toát, cảm giác giống như lúc bước vào trong phòng sách của Thành. "Cái gì vậy? Điều hòa tắt rồi mà." Mọi người trong nhà đã ngủ say. Đăng đánh bạo bước lên cầu thang, chậm chậm từng bước một. Anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng sách, tiếng bước chân sột soạt thì mới tá hỏa. Vội vàng chạy xuống nắp sau chậu cây ngay ở lối rẽ cầu thang. Tiếng bước chân dừng lại rồi tiếp tục bước cho đến khi xa dần. Đăng thấy không có ai, liền lẻn về phòng mình. Hai ngày sau, Thành nói sắp có chuyến hàng tiếp theo nên kêu Đăng đưa anh và một người tên Bảo ra sân bay. Trước khi xuống xe, Thành dặn: "Em cứ ở nhà. Khi nào bố, vợ hay là em trai anh muốn đi đâu á thì cứ lái xe đưa họ đi." "Dạ em biết rồi. Khi nào anh về để em biết em tới đón." "Khoảng 1 tuần. Nào về anh gọi." Đăng nhìn theo hai người đến khi họ vào bên trong, rồi mới khởi động xe lái theo một hướng khác. Buổi tối Đăng về tới biệt thự, đèn điện soi sáng từ trong ra ngoài. Nó như một tòa lâu đài xa hoa tọa lạc ở vùng đất này. Anh vừa mở cửa phòng mình thì nghe tiếng gọi của Hiền: "Anh Đăng, anh ăn gì chưa?" "À, tôi ăn cơm rồi." "Tôi có dặn cô Út để cơm á, khuya có đói thì anh hâm nóng cho ăn nha." "Dạ, cảm ơn cô." Đăng vào phòng đóng cửa lại. Anh mở ngăn kéo tủ bàn rồi cất mấy thứ linh tinh vào trong.
sau đó khóa lại cẩn thận. Bên ngoài có tiếng tivi vọng đến. Đang đoán là ông Tâm đang xem chương trình gì đó, anh còn nghe loáng thoáng tiếng cười của ông ấy. 10 giờ đêm, đang thật sự đói bụng, khi anh định đi ra bếp để lấy cơm thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Anh rón rén bước ra ngoài. Có một dáng người lờ mờ trong bóng tối đang lơm khơm. Trong ánh đèn mờ, anh hô lên: "Cô Út hả?" Đèn được mở sáng, đang thấy cô Út đang cầm cái hộp đậy kín ở trên tay. Cô có vẻ giật mình. "Thằng quỷ, đêm hôm ra đây hù cô hả? Cô làm gì vậy?" Đang vờ lấy tô bới cơm, vừa liếc nhìn cái hộp kia. "Không ngủ được nên ra đây. Còn nhớ là cái đồ xào hôm qua còn dư chưa đổ, nên sẵn đem đi đổ luôn." "Cái hộp đó là đồ xào hả cô?" Cô Út liếc ngang liếc dọc rồi nói nhỏ: "Hồi sáng cô Hiền mua trái cây ngon lắm, cô lén lấy một chút bỏ trong này. Con đừng có mách lại nha. Tôi cô về phòng." Đăng ậm ờ nhìn theo. Anh lấy thịt kho bỏ vô luôn trong tô rồi ăn vội, sau đó tắt đèn. Có tiếng mở cửa khẽ khàng, tiếng bước chân của cô Út thật nhẹ, nhưng tính giác của Đăng đủ để anh nhận ra. Cô Út từ từ bước lên lầu, sau đó mất khúc ở phía sau lối rẽ. Trên tay là cái hộp khi nãy. Đăng bước ra từ chỗ nắp. Anh không hiểu cô Út đang lén lút làm cái gì. Ăn trộm sao? Hay là làm cái gì khác? Sáng hôm sau, Đăng đưa Hiền đến trường mầm non rồi trở về biệt thự. Anh cùng với ông Tâm vừa tỉa cây vừa trò chuyện vui vẻ. Sau một hồi, Đăng hỏi tới chuyện của Thành. "Bác Tâm nè, anh Thành đi làm ăn xa tới 5 năm. Thế bác có biết chính xác anh ấy làm gì không à?" "Thằng Thành đó hả? Nó nói nó buôn hàng đồ gia dụng hay là quần áo giày dép gì đó. Chuyện của nó bác cũng không rõ lắm." "Anh ấy giỏi thật chứ. Con từng tuổi này rồi mà thấy mình sao kém cỏi quá." Ông Tâm cười lớn, vỗ vai Đăng. "Hay để bác nói với thằng Thành một tiếng, dẫn mày đi theo để học hỏi chút ít nha." "Thôi, con không có gan làm ăn lớn, cứ vậy vậy chắc cũng tốt rồi." Ông Tâm lắc đầu cười, lại tiếp tục công việc tỉa cây của mình. 11 giờ đêm hôm đó, Đăng lại nghe thấy tiếng động ở ngoài bếp. Anh hé mở cánh cửa, chỉ đủ cho một con mắt của mình nhìn ra bên ngoài. Có dáng người đi lướt qua. Anh nhận ra đó là cô Út. Trên tay vẫn là cái hộp, nhưng không biết bên trong là cái gì. Đăng lén ra ngoài, nấp vào mấy góc khuất để theo dõi. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Anh cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại. Tất cả mọi giác quan đều đang chú ý về phía cô Út. Mọi người trong nhà đã ngủ say. Tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu lên như một bản hòa âm giữa đêm khuya tĩnh mịch. Đăng chậm rãi bước lên cầu thang. Khi ngó đầu nhìn thì đã không thấy cô Út đâu cả. Trên tầng này chỉ có mấy căn phòng. Phòng của vợ chồng Thành và của Tâm. Ngoài ra còn một cái phòng sách. Hành lang lặng ngắt như tờ. Ánh trăng sáng từ ban công chiếu vào càng làm tăng thêm phần kỳ ảo. Đăng nhíu mày nhìn một lúc, thấy mình không thể trực tiếp tìm kiếm cô Út nên đành trở về phòng. Sáng hôm sau, Đăng lại đưa Hiền đi dạy rồi trở về. Lúc đó cô Út đang phơi đồ ở phía sau. Phòng bếp hoàn toàn không có người. Đăng vào trong bếp, lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, tay mở tủ lạnh nhìn một hồi. Anh kéo ngăn đông mềm, thấy mấy cái hộp đựng đặt ngăn nắp. Trong số đó có cái hộp mà anh thấy cô Út cầm, bèn dỡ nó ra xem. Bên trong là một miếng gan heo màu đỏ sẫm. Anh đóng tủ lạnh lại. Khi quan sát xung quanh không thấy ai thì mới quay trở về phòng mình. Bữa cơm trưa hôm nay có món gan heo xào. Đăng vừa ăn vừa khen ngon, khiến cho cô Út nở lỗ mũi. Anh đảo mắt, thấy mọi người ai cũng ăn món đó, bèn không nghĩ ngợi nữa.
Sau bữa cơm, Tuấn có nhờ Đăng lên phòng xê dịch cái tủ đồ sang hướng khác. Hai người mỗi người một bên, khiêng nó lên rồi đặt sang vị trí gần đó. Tuấn ngắm nghía một hồi rồi nói: Nhìn Tuấn mắt hơn nhiều rồi đó. Nè Tuấn à, cho anh hỏi cái này cái. Có chuyện gì? Buổi tối em có nghe thấy tiếng động nào kỳ lạ không? Cứ khoảng 10 giờ 11 giờ đêm á. Lúc đó em ngủ rồi, cũng không có để ý nữa. Mà có chuyện gì sao anh Đăng? Chắc lúc đó anh mới ngủ, nghe nhầm thôi. Thôi cũng xong rồi, anh xuống nhà nghe. Tuấn khó hiểu nhìn theo Đăng. Màn đêm bao trùm, căn biệt thự tỏa sáng giữa không gian. Những căn nhà bên cạnh sớm đã tắt đèn đi ngủ. Cảnh vật im lìm, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng côn trùng kêu lên rã rích. 11 giờ đêm, Tuấn trở mình ngồi dậy. Anh ngáp vắng ngáp dài rời giường để đi vệ sinh. Bỗng có tiếng động vang lên, khiến cho Tuấn tỉnh táo hơn nhiều. Anh ta khẽ mở cửa nhìn ra, thì thấy cánh cửa phòng sách vừa được đóng lại. Ủa, anh Thành về rồi sao? Theo Tuấn được biết, thì căn phòng đó chỉ có mỗi Thành là có chìa khóa, cho nên anh đinh ninh rằng Thành đã về. Tuấn chậm rãi bước ra khỏi phòng mình, đứng áp tai vào cánh cửa phòng sách, nhưng chẳng nghe được gì. Tuấn vặn tay nắm cửa, bên trong bị khóa rồi, nên anh không làm gì được. Nhìn quanh một hồi, anh quyết định gõ cửa. Anh Thành à, anh về rồi hả? Gõ cửa một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Không biết có phải do Tuấn làm ồn lúc nửa đêm hay không, mà Hiền từ phòng kế bên đi ra hỏi. Ủa, nửa đêm sao không ngủ? Em đứng đây làm gì vậy? Ờ chị ơi, anh Thành về rồi hay sao đó? Khi nãy em thấy có ai đi vô đó. Anh nói tuần sau mới về mà. Lúc tối chị có điện cho anh, anh còn đang nhậu với người ta. Tuấn cau mày khó hiểu, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng sách đang đóng kín. Chị có chìa khóa không? Chỉ có anh Thành mới có thôi. Vậy phải làm sao? Lỡ mai là ăn trộm thì sao? Hay là em buồn ngủ cho nên nhìn nhầm? Ở đây trước giờ làm gì có trộm? Với lại nhà ta có hệ thống chống trộm mà. Nếu có người đột nhập á, thì chuông đã reo lên rồi. Tuấn gãi đầu, đưa ra lời đề nghị với Hiền. Hay là mình lắp camera trong nhà đi chị. Có một cái trước sân thì sao mà an toàn được? Anh Thành nói rồi, sợ là mọi người bất tiện, sinh hoạt không có được tự nhiên, cho nên mới không có lắp cam trong nhà. Thôi trễ rồi, em về phòng ngủ đi, sáng còn đi làm nữa. Dạ em biết rồi. Tuấn thật sự cho rằng mình nhìn nhầm nên quay về phòng đi ngủ. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng sách mở ra, một người rón rén rời khỏi đó. Thành trở về nhà sau một chuyến buôn hàng. Anh mời bạn của mình tên là Bảo về nhà ăn uống một bữa. Cô Út nấu rất nhiều món ngon dọn sẵn trên bàn. Bia và thuốc lá cũng được Đăng mua về. Đăng ngồi nhâm nhi một chút, nghe Thành và Bảo kể dài ba câu chuyện chuyến buôn lần này, rất suôn sẻ và kiếm được không ít tiền. Hai người họ ăn uống no say, gương mặt đỏ ửng vì bia rượu. Tiếng cười nói ồn ào truyền khắp nhà cho đến tối muộn. Đăng bị chuốc cho mấy lon nên cũng ngà ngà say. Lúc anh mơ màng trong giấc ngủ thì trực giác mách bảo rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đăng nổi gai ốc, sống lưng lạnh toát, cơ thể không động đậy được. Mắt anh mở không lên. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là hơi lạnh đang bủa vây và một không gian im lặng chết chóc. Đăng gồng cứng cả người, bất động một lúc lâu. Các mạch máu trên người của anh như đông cứng lại, đầu anh nặng trĩu. Bỗng nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Đăng à, cậu Út nhờ con chở cậu Bảo về, nghe nói trong nhà có chuyện gì đó. Cô Út vừa dứt tiếng, Đăng uể oải ngồi dậy. Đăng, Đăng, cô Út nè, dậy chở cậu Bảo về nhà đi con. Dạ con ra liền.
Anh ra ngoài mở cửa cho cô Út, rồi vào trong lấy chìa khóa xe. Mấy giờ rồi cô? 1 giờ sáng á. Cậu Bảo chờ trước nhà rồi, chở người ta về đi. Dạ con đi liền. Dù có mệt nhưng Đăng vẫn phải làm công việc của mình. Ngồi bên ghế phụ, Bảo lèm bèm. Làm phiền em nửa đêm nửa hôm còn chở anh vậy. Dạ không có gì đâu anh. Vợ anh hối quá nên đành phải vậy. Với lại ngủ ở nhà chú Thành sao anh không có quen, cứ cảm thấy sao sao. Sao là sao anh? Không biết nữa, anh cứ nổi da gà hoài. Đăng im lặng lái xe. Trên đường thưa thớt xe qua lại, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc container hoặc xe tải chạy qua. Đưa Bảo về nhà an toàn, trên đường quay trở về biệt thự, chuông điện thoại của Đăng đổ chuông. Anh bắt máy, sắc mặt nghiêm trọng. Vẫn chưa phát hiện được gì, nhưng mà em có cảm giác ngôi nhà đó không được bình thường. Đăng đáp nhanh mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy đi. Xe một mạch chạy thẳng về biệt thự. Mấy ngày sau đó, Thành đều ở nhà. Mỗi ngày Đăng đều đưa đón Hiền đi dạy, khiến cho những giáo viên khác khi thấy cô có chồng giàu thì hâm mộ vô cùng. Đăng ghé về nhà một chuyến, mẹ thấy anh về thì mừng quýnh lên. Về rồi hả con? Bữa nay mẹ đi chợ mua được cá tươi nè, trưa lại ăn cơm với bố mẹ đi. Con ghé nhà lấy ít đồ rồi đi mẹ. Bố đâu rồi mẹ? Ông ngồi ngoài đầu ngõ đánh cờ với mấy ông bạn già rồi. Đăng về phòng lấy mấy thứ cần thiết bỏ vào trong túi. Anh đi ra ôm mẹ. Mấy ngày nữa con lại về? Cứ đi suốt thế sao con? Trách nhiệm của con mà. Thôi chào mẹ con đi. Nhớ nói với bố giúp con một tiếng nha. Ê chờ đã, đợi mẹ một lát. Mẹ Đăng vào nhà lấy cho anh một vòng chuỗi bằng gỗ. Bà đeo vào cổ anh. Hôm trước mẹ ngủ không được, trong lòng cứ bồn chồn á, nên lên chùa xin sư thầy chiếc vòng này. Con nhớ đeo cho cẩn thận, thầy có trì chú vô trong rồi, nó sẽ bảo vệ con bình an. Không để cho mẹ thất vọng, anh nhận lấy nó. Dạ con sẽ giữ cẩn thận, mẹ yên tâm đi. Hôm nào về ăn cơm thì gọi điện cho mẹ, nhớ nha con. Con biết rồi, thôi con đi. Đăng quay về biệt thự. Ngày hôm nay không có bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra. Ông Tâm vẫn miệt mài với vườn cây cảnh trước nhà. Thành thì làm việc ở phòng sách, cô Út thì nấu nướng dọn dẹp, còn Tuấn và Hiền vẫn đi dạy đi làm như bình thường. Khi tối muộn, Đăng nằm yên trên giường để nghe ngóng động tĩnh. Xung quanh im lặng đáng kinh ngạc, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ vang lên. Đăng vừa nhắm mắt lại thì anh lập tức cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Toàn thân anh nổi đầy da gà, lập tức mở mắt ra. Ai? Nhưng chẳng có gì cả. Anh mở cửa bước ra ngoài, nhìn lên phía cầu thang. Cái gì vậy? Phía bên trên là một mảng mờ tối, cái đèn nhỏ trên tường không soi rõ cảnh vật. Đăng men theo cầu thang bước lên thì nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng sách. Anh không nghe rõ nội dung là cái gì. Càng bước lên gần thì nghe được cuộc trò chuyện của Thành và Tuấn. Đăng nấp ở chỗ cầu thang đi theo dõi. Anh nghe loáng thoáng được giọng của Tuấn có phần nóng nảy. Anh không được làm cái việc này nữa, ra đầu thú với cảnh sát đi. Sau đó giọng của Thành đanh thép cứng rắn. Tuấn à, nhà ta được như ngày hôm nay đều nhờ vào chuyện này cả đó. Nhưng anh làm như vậy là phạm pháp. Nếu anh không đầu thú thì ngày mai em sẽ báo cảnh sát. Cánh cửa phòng sách mở ra, Đăng cúi rạp người xuống để tránh bị phát hiện. Tuấn ra khỏi phòng sách trở về phòng của mình. Tiếng đóng cửa rất mạnh cho thấy cậu ta đang giận tới mức nào. Đăng không ngủ được,
Anh luôn chú ý lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, xem Thành và Tuấn có động thái nào khác hay không. Những chuyện liên quan đến cảnh sát rồi đầu thú chắc chắn không phải tốt đẹp gì. Hôm sau Đăng rời phòng từ sớm, anh vào bếp phụ dọn chén đũa để chuẩn bị cho bữa sáng. Cô Út đi gọi mọi người dậy. Đăng thấy Thành và Tuấn cười nói vui vẻ đi xuống cầu thang. Chuyện tối qua dường như chẳng xảy ra. Cả nhà ăn sáng rồi ai làm việc nấy. Khi Đăng trở về biệt thự sau khi đưa Hiền đến trường thì nghe tin Tuấn bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Thành đã chạy tới chỗ Tuấn bị tai nạn. Ông Tâm ở nhà lo lắng không yên. Đăng bảo ông yên tâm rồi cũng chạy đi xem tình hình. Tuấn được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Cậu ta đã chết trên bàn mổ. Thi thể được đưa về nhà để an táng. Căn biệt thự bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm và thê lương. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận Tuấn lái xe tự đâm vào đầu xe tải với vận tốc cực nhanh. Cả người nằm dưới gầm xe tải, tứ chi gãy nát. Tiếng kèn trống đám ma vang lên thật thê lương. Ông Tâm rũ rượi ngồi gục bên quan tài của con. Còn Thành thì lo liệu mọi việc trong ngoài. Bầu trời u ám, những đám mây xám xịt chen lấn che khuất đi nền trời trong xanh. Thời tiết chẳng giống mùa hè một chút nào. Tang lễ của Tuấn được lo liệu xong xuôi. Trong nhà thiếu đi một thành viên. Điều đó thật không mấy dễ chịu. Tối hôm đó, Hiền đang ngủ thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô nhìn thấy Tuấn đang đứng trước mặt mình, máu me nhúm đầy cơ thể. Chị Hiền, giúp em với. Trong giấc mơ, Hiền cứ đứng như trời trồng, không cử động cũng không nói được gì. Hãy rời khỏi ngôi nhà này. Nói rồi Tuấn tan biến thành tro bụi. Hiền lúc này mới mở miệng được. Cô hét lên cho ngồi bật dậy khỏi giường. Em không ngủ sao mà hét lên vậy? Không có gì, em mơ thôi. Hiền sợ chồng buồn nên không dám nói thật là mình mơ thấy Tuấn. Cô nằm xuống, nhưng cả đêm cứ bị ám ảnh trằn trọc, không sao ngủ được. Hôm sau Đăng mới có cơ hội đặt chân vào phòng sách của Thành. Nhân lúc Thành đang soạn giấy tờ, Đăng chú ý quan sát nội thất bên trong. Nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng anh nhận thấy có một điểm kỳ lạ ở bức tranh được treo phía sau bàn làm việc của Thành. Đăng à, em đem cái này qua cho anh Bảo. Anh ấy không biết xài mail nên đành phải in ra. Đây là danh sách chuyến hàng sắp tới cho anh. Ờ đúng rồi, ngày mai đưa ra sân bay nha. Tuấn mới mất, việc trong nhà hơi lu bu, nhờ em giúp một tay. Dạ không có gì đâu anh, bây giờ em đem cái này sang cho anh Bảo. Đăng giả vờ rơi một tờ giấy xuống sàn. Anh cúi xuống nhặt nó. Vừa vặn tấm lưng của anh che khuất tầm nhìn của Thành. Phía trước mặt là một chậu cây giả dùng để trang trí. Đăng bình tĩnh gắn một cái camera siêu nhỏ vào trong đó, rồi đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Lên xe, Đăng chụp tất cả nội dung trên giấy rồi gửi đi. Nhìn sơ qua không thấy điều gì bất thường, nhưng nếu nghiên cứu kỹ chắc chắn sẽ tìm được thứ có ích. Đăng đưa tài liệu cho Bảo rồi trở về. Anh liền trốn vào trong phòng xem lén camera một chút. Trong 20 phút đầu tiên kể từ lúc Đăng rời khỏi phòng, Thành vẫn ngồi trên bàn đọc sách chăm chú. Một lát sau, Thành đứng lên đi về phía bức tranh ở đằng sau. Anh ta sờ tay ra phía sau rồi ấn một cái. Bức tranh đó như bị tách ra khỏi bức tượng vậy. Đang hồi hộp mà ngồi xem, thấy Thành kéo bức tranh đó giống như một cánh cửa rồi chui vào bên trong. Mãi một lúc sau mới ra ngoài. Anh cắt đoạn camera rồi gửi đi, suy nghĩ nên tìm cách nào để trà trộn vào trong đó. Sáng hôm sau, Đăng đưa Thành và Bảo ra sân bay. Lần này Thành không nói sẽ đi bao lâu,
Đăng về lại biệt thự, anh định lên phòng của Tuấn dọn dẹp những đồ đạc còn sót lại thì thấy Hiền từ trong phòng sách đi ra. Hôm nay là chủ nhật nên Hiền không đến trường. Thấy lầm lạ, Đăng mới hỏi: "Cô vào phòng sách của anh Thành được sao?" "À, anh ấy bỏ quên chìa khóa ở nhà. Vừa hay tôi muốn lấy quyển sách kia để đọc cho nên sang lấy." "À, tôi lên dọn dẹp phòng của Tuấn một lát." "Anh cứ làm đi." Đăng nhìn cánh cửa phòng sách một hồi rồi vào phòng của Tuấn dọn dẹp. Từ hôm Tuấn xảy ra tai nạn, Đăng chưa được bước lên căn phòng này một lần nào. Đồ đạc bên trong đã dọn sạch, chỉ chừa lại bàn ghế, tủ quần áo và giường gỗ. Đăng đóng cửa lại rồi xem xét một lượt khắp căn phòng. Ra khỏi phòng của Tuấn, Đăng đi ngang qua phòng sách và vặn thử tay nắm cửa. Một tiếng tách vang lên, cửa không hề bị khóa. Đăng kinh ngạc ra mặt. Anh nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, liền lẻn vào trong. Anh đi đến bức tranh, tay lần mò theo cạnh tường thì tìm thấy một ổ khóa hình tròn. Loại khóa này khá phức tạp, ngoài chìa khóa chính ra thì khó có thể mở nó bằng cách khác. Đăng lại đặt một cái camera siêu nhỏ vào giữa những cuốn sách trên kệ, rồi âm thầm rời khỏi căn phòng đó. Khi cánh cửa được đóng lại, bên trong tối om không có chút ánh sáng. Một đôi mắt màu đỏ quỷ dị trong góc tối xuất hiện. Đôi mắt như máu ẩn hiện trong bóng tối, mang đến một cảm giác chết chóc kinh hoàng. Khuya hôm đó, ở ngoài phòng bếp, cô Út lấy cái hộp nhựa rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng sách, sau đó bước vào bên trong, lại mở thêm một cánh cửa ở phía bức tranh. Qua camera, Đăng thấy đằng sau bức tranh là một không gian đỏ mờ. Hình như bên trong là một cái tủ khá lớn. Bởi vì bị cô Út che khuất tầm nhìn nên Đăng không rõ bên trong có thứ gì. Anh vừa xem camera vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. "Tôi nghĩ địa điểm giao dịch và nguồn hàng đều được anh ta cất trong đó. Nhưng mà cô Út tại sao lại liên quan tới chuyện này? Cô ấy chỉ là giúp việc ở đây thôi." Đầu dây bên kia là một giọng nói nghiêm nghị: "Tiếp tục theo dõi, không được hành động tùy tiện đó." "Dạ, rõ thưa sếp." Trời đã khuya, màn đêm bao trùm mọi thứ. Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây lớn. Trong lùm cây trước biệt thự có tiếng cú đêm kêu lên mấy hồi. Trên bàn thờ của Tuấn, ánh điện bỗng chớp lên hai cái rồi sáng bình thường trở lại. Di ảnh của Tuấn mang một nét buồn đầy oán trách. Hiền đang ngủ, tư thế nằm ngủ của cô thẳng thớm, chân mày cô nhíu chặt lại. Trong giấc mơ của cô, Tuấn lại hiện ra, giọng nói lanh lảnh khó nghe: "Chị Hiền, nó sẽ hại chị. Anh ta là một con ác quỷ. Nhờ chị bảo vệ cho bố em." Hiền ngồi bật dậy. Giấc mơ vừa rồi quá đổi chân thực. Đến bây giờ cô còn nhớ rõ hình dáng và những lời Tuấn nói ra. Lần này cô không hét lên nữa. Cô có cảm giác rằng Thành đang giấu cô điều gì đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến 49 ngày của Tuấn. Ngoại trừ Thành có một chuyến hàng sau đám tang của Tuấn thì thời gian gần đây anh ta luôn ở nhà, khiến cho Đăng không có cách nào tiếp cận phòng sách được nữa. Là một cảnh sát ngầm, cấp trên ra lệnh cho anh án binh bất động, đợi thời điểm Thành đi vắng rồi tiếp tục hành động. Hiền báo tin mình mang thai. Cái tin tốt này làm xoa dịu đi bớt cơn đau mất mát vừa xảy ra. Thành khuyên Hiền nghỉ việc ở trường để ở nhà dưỡng thai. Dù cô không đi dạy nữa, Thành vẫn dư sức lo cho cô sung sướng. Tối nay Thành ra ngoài với Bảo, nhưng không có kêu Đăng đưa đi. Đăng lên lầu gõ cửa phòng. Hiền vừa ra mở cửa với thái độ kinh ngạc: "Ủa, anh không đi với chồng tôi sao?" "Không,
tôi muốn nhờ cô một việc. Anh cứ nói đi. Hai người đi về phía ban công. Ánh trăng sáng bên ngoài sôi lên hai cái bóng trên mặt sàn. Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Bên trong một góc tối có hình dáng đen xám mờ ảo chăm chú dõi theo mọi hành động của Đăng và Hiền, rồi nó biến mất ngay sau vách tường. Mấy ngày sau, Thành có chuyến buôn. Buổi sáng hôm đó, Hiền vẫn vui vẻ chào tạm biệt chồng. Nhìn Đăng lái xe đưa Thành ra sân bay mà trong lòng cô bất an vô cùng. Vài ngày trước, cô đã lén lấy trộm hai chiếc chìa khóa phòng sách của Thành để đánh tra hai chiếc khác rồi đưa cho Đăng. Bây giờ chỉ cần đợi Đăng về thì sẽ lập tức hành động. Hiền sốt ruột ngồi đợi trong phòng. Cô có cảm giác như có ai đó luôn nhìn mình chăm chăm. Hiền vô cùng sợ hãi. Hơi thở cô dồn dập, cả người lạnh một cách khó hiểu. Lạnh lẽo giống như sự thật mà Đăng nói cho cô biết vậy. Hơn một tiếng sau, Đăng gõ cửa phòng Hiền. Cô giật mình một cái rồi đi ra mở cửa. Hành động ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Cô xuống nhà, tìm cách đừng cho ai lên đây. Tôi muốn theo anh. Không được. Phần còn lại cứ để cảnh sát chúng tôi lo. Vậy anh nhớ cẩn thận đó. Hiền xuống nhà, để Đăng một mình ở trên này. Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng sách rồi khóa trong lại. Anh tiến tới gần bức tranh, lần mò chốt khóa rồi tra chìa vào. Bức tranh lập tức dịch chuyển. Đăng mở nó ra một cách chậm rãi. Bên trong chỉ có hai cái bóng đèn đỏ mờ trên một cái tủ gỗ lớn. Không khí tràn ngập mùi khói nhang và đèn dầu, ngột ngạt rất khó thở. Đăng quơ tay trước mũi, cau mày tiến vào bên trong. Anh thấy trước mặt là một cái tủ thờ. Chính giữa đặt một bức tượng màu đen kỳ quái. Trên đó vẽ ngoằn ngoèo những nét mực màu vàng sậm. Người không giống người, thú không giống thú. Nhang đèn bánh trái đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Anh ta thờ cái gì vậy chứ? Đăng quan sát xung quanh. Ngoài cái tủ thờ trước mặt ra thì căn phòng này không còn đồ vật nào khác. Anh tiến đến, nhìn hai cánh cửa tủ được đóng chặt, liền đưa tay mở nó ra. Bên trong cả hai cánh tủ đều trống trơn, không có bất cứ một thứ gì, dù chỉ là một tờ giấy. Đang tìm xung quanh cũng chẳng thấy được manh mối nào. Tại sao lại như vậy? Những địa điểm buôn hàng và vận chuyển hàng hóa Thành không cất ở đây thì cất ở đâu? Sau lưng Đăng có một cảm giác lạnh toát. Hai cái bóng đèn màu đỏ trên bàn thờ dường như u ám hơn. Anh nhìn thẳng bức tượng màu đen kỳ lạ. Đột nhiên vòng chuỗi trên cổ đứt ra, những hạt gỗ rơi vung vãi xuống sàn nhà. Hiền xông vào. Sau khi quan sát một hồi, cộng với những gì mà cô mơ thấy, cô la lên: "Anh Đăng, mau ra khỏi đi, thứ đó sẽ hại anh đó." Đăng bình tĩnh nói: "Sao cô lại lên đây?" "Tôi thấy bất an cho nên lên xem sao. Mau ra khỏi đây đi, nhanh lên." Là một người cảnh sát, trước giờ Đăng không bao giờ tin là ma quỷ có thật trên đời. Nhưng dường như Đăng có một vài chuyện kỳ lạ mà đến anh cũng không sao lý giải được. Nó đang xuất hiện trong căn nhà này. Đăng không nghĩ nhiều nữa. Đã vào trong này rồi mà anh vẫn không tìm thấy gì. Trước mắt cứ ra khỏi đây. Đăng cùng với Hiền vội vàng rời khỏi phòng khách, lập tức gọi điện thông báo về sở. Tại sao lại không có chứ? Chúng ta theo dõi vụ này lâu như vậy, tuyệt đối không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển. Có lẽ tên Thành đã nghi ngờ thân phận của cậu rồi. Lập tức về sở đi, chúng ta sẽ mở cuộc họp mới. Hai người chạy xuống cầu thang. Đăng thấy ông Tâm đang xem TV thì nói nhỏ vào điện thoại: "Chúng ta cần cử thêm người để bảo vệ bố và vợ của Thành." Đăng hướng về phía Hiền gật đầu hai cái. Hiền hiểu ý liền đi theo. Anh thận trọng hỏi ý kiến của cô: "Nơi đây thật sự rất là nguy hiểm.
cảnh sát chúng tôi sẽ cử thêm người tới đây để canh chừng. Cô có thể lựa chọn ở lại hoặc là tạm thời lánh mặt một thời gian đi. Trời mùa hè rất là nóng bức, nhưng Hiền cảm thấy thật lạnh lẽo. Cô sợ hãi nói: Anh đưa tôi về nhà mẹ có được không? Được. Để tôi nói với bố chồng một tiếng. Hiền nói với ông Tâm rằng Đăng sẽ đưa cô về nhà mẹ chơi vài hôm. Ông vốn dễ tính nên gật đầu ngay. Đăng lái xe đưa Hiền đi. Trên xe anh nói: Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của cô, nhưng mà tình hình hiện tại không khả quan cho lắm. Tạm thời những chuyện còn lại cảnh sát sẽ lo. Cô cứ ở bên nhà mẹ vài hôm đi. Vậy còn anh thì sao? Nếu thân phận của anh bị phát hiện, sẽ không trở về đó được nữa. Chúng tôi sẽ đưa ra phương án mới. Nhờ cô tạm thời giữ kín chuyện này, phía chúng tôi sẽ cố giải quyết chuyện này tốt nhất. Được rồi, tôi nghe theo anh. Ra đường lớn, Đăng cẩn thận lái xe với một tốc độ ổn định. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt khiến cho nhiệt độ mỗi lúc càng nóng hơn. Bỗng dưng phía trước có một người đàn ông đi xe máy, có vẻ như say rượu, đang chạy ngược đường. Không những thế, ông ta còn đột ngột muốn tông thẳng vào xe của Đăng. Đăng giật mình lệch tay lái, chiếc xe trung lắc vài vòng rồi tông mạnh vào giải phân cách. Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe hơi màu trắng bị mấp méo ở mui xe. Phía trước còn có một làn khói bốc lên. Mọi người xung quanh lập tức hô hoáng, gọi cảnh sát và cả cấp cứu. Hiền bị sảy thai, bố mẹ cô vội vàng chạy tới bệnh viện để chăm sóc. Còn Đăng thì bị chấn động não nhẹ và vẫn còn đang hôn mê. Phía cảnh sát không tìm ra địa điểm giao dịch lần này của Thành và đồng bọn, vì thế đành phải triển khai một kế hoạch mới. Giống dĩ Hiền hợp tác với cảnh sát, cả cô và Đăng đều không để lộ ra sơ hở nào. Ấy vậy mà trong thời điểm quan trọng này, Thành lại đề phòng mà giấu đi những thứ quan trọng kia. Hiền và Đăng nằm viện một tuần thì xuất viện, ai về nhà nấy. Xe đã được sửa xong và trả về biệt thự, nhưng Đăng thì không thấy quay lại đó nữa. Không biết Thành có đoán ra được thân phận của Đăng hay chưa, nhưng dù như thế nào, Đăng vẫn nhắn tin xin nghỉ làm tài xế cho Thành. Thành về nhà, việc đầu tiên mà anh ta làm là lên phòng thờ. Trong phòng đã được cô Út dọn dẹp sạch sẽ, nhang đèn vẫn nghi ngút. Cô đứng phía sau Thành mà báo cáo lại: Lúc cô lên trên này á, thì thấy cửa mở. Trên sàn là những hạt chuỗi trên cổ của thằng Đăng. Hôm đó cô Hiền nói là về nhà mẹ. Trên đường đi thì hai người gặp tai nạn. Hiền nói với tôi là cô ấy sảy thai rồi. Chà, chắc phải qua nhà bên đó thăm cô ấy mới được. Thành thắp nhang trên bàn thờ rồi rời đi. Anh ta lái xe chạy thẳng sang nhà Hiền, trên tay là mấy hộp quà sang trọng. 10 giờ sáng, anh có mặt ở nhà vợ. Bố mẹ vợ đón tiếp Thành rất chu đáo. Cái miệng của anh ta thật biết ăn nói, khiến cho hai người họ rất vừa lòng. Hiền nằm ở trong phòng, nghe hết tất cả. Cô nghiến răng, hận không thể chạy ra tát cho Thành mấy cái. Ngoài mặt tốt bụng bao nhiêu, thì bên trong lại xấu xa bấy nhiêu. Cửa phòng Hiền được mở ra, Thành bước vào bên trong, ngồi xuống bên mép giường, lo lắng hỏi: Em khỏe hơn chưa? Anh nghe em bị nạn, nhưng mãi bây giờ mới về được. Xin lỗi em. Hiền gượng cười. Hiện tại không thể vạch trần đối phương, nên hai người vẫn phải sắm vai vợ chồng hạnh phúc. Em khỏe nè. Em thương con quá. Em đừng buồn, sau này chúng ta sẽ có con nữa thôi. Hiền ứa nước mắt. Cô đau lòng vì con, đau lòng vì đã tin sai người, đau lòng vì bản thân mê cái sự giàu sang trước mắt mà không tìm hiểu kỹ. Thành lau nước mắt cho cô, ân cần nói: Anh đưa em về nhà nghe. Em còn mệt.
Em muốn ở với mẹ ít hôm nữa. Ừ, vậy vài ngày nữa anh sang đón em. Anh còn có việc phải về trước. Em nhớ ăn uống cho đầy đủ đó. Em biết rồi. Thành về nhà. Căn biệt thự to lớn ngoài anh ta ra chỉ còn có mỗi ông Tâm và cô Út. Thành bước lên phòng thờ quỷ, thắp nhang rồi quỳ xuống lại ba lại. Giúp tao trừ khử những kẻ ngắn chân tao. Mắt Thành lóe lên một tia đỏ như máu rồi nhanh chóng biến mất. Anh ta gọi điện cho Bảo. Tạm thời không giao dịch nữa. Bọn cảnh sát chú ý tới chúng ta rồi. Đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp. Ở bên đây, giọng Bảo oan oan hỏi. Thì nó có tìm thấy bằng chứng gì hay không? Tao giấu hết rồi, không tìm thấy được đâu. Cúp máy, Thành xuống nhà ăn trưa. Ông Tâm cảm thấy nhà mình dạo gần đây hơi lạ, bèn hỏi Thành. Con xem thế nào? Chứ nhà ta hết thằng Tuấn mất, rồi bây giờ đến con Hiện sảy thai. Hay là mời thầy về tụng kinh, cầu bình an cho gia đình đi con. Thôi bố à, mấy ông thầy chỉ giỏi vẽ chuyện thôi. Nhưng mà bố ăn cơm đi. Chuyện ông Tâm muốn mời thầy không được đề cập nè. Mỗi khi ăn cơm xong thì cả nhà quay quần ở phòng khách xem tivi, trò chuyện rôm rã. Nay chỉ còn mỗi ông Tâm ngồi đó, chốc chốc lại thắp nhang lên bàn thờ của Tuấn. Thành lái xe ra ngoài nhậu với anh em, đến tối muộn mới kết thúc. Trên đường về nhà, anh ta kinh hãi khi nhìn thấy một cái bóng ở ghế sau qua cái gương chiếu hậu. Đôi tay của Thành run rẩy. Anh ta quay ra sau nhìn, nhưng không thấy gì cả. Thành hít thở sâu, trong đầu thầm nghĩ có lẽ mình uống say cho nên mới hoa mắt. Anh tặc lưỡi rồi hít sáo mấy cái. Sự sợ hãi lúc nãy cũng biến mất đi. Đi thêm một đoạn thì Thành thấy bên đường có người đang đứng vẫy xe. Đầu người đó gục xuống, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Thành đoán đây là một người đàn ông trẻ. Người đó đứng cạnh gốc cây. Ánh sáng của đèn đường hầu như không soi đến, nhưng chẳng hiểu sao Thành lại có thể nhìn thấy người đó ở trong bóng tối. Thành không quan tâm mà lái xe đi tiếp. Nhưng xe vừa chạy được mấy mét, anh lại thấy người đàn ông đó. Vẫn cái dáng lầm lì, đầu cúi gục xuống, cánh tay đưa ra ngoài vẫy vẫy hơi tái xám. Lúc này da gà da vịt của Thành đã nổi lên từng cơn. Thành đạp mạnh chân ga, nhưng không hiểu sao chiếc xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn đi. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, trên đường không có bóng xe nào. Thành hoảng loạn cố khởi động lại xe nhưng không thành công. Khi Thành nhìn thì thấy có người đứng ở cửa sau. Cánh cửa được mở ra kèm theo một mùi hôi thối khó ngửi xộc thẳng vào. Thành la lên. Tao không cho mày lên xe, cút xuống. Cửa xe đóng lại. Người đó bây giờ mới ngẩng đầu lên. Một gương mặt bê bết máu me và dập nát hoàn toàn. Tóc tai rối bời, lởm chởm không đều. Ấy thế mà da đầu đã bị tróc ra một mảng, lộ ra xương sọ trắng hiếu. Mày là cái gì? Anh Hai, em Tuấn nè. Anh không nhận ra em sao anh Hai? Tuấn nào chứ? Tuấn em trai của anh. Anh không nhớ sao? Ngay chỗ này em bị xe tông chết nè anh Hai. Anh chở em về đi, chứ ở đây em đói lắm. Thành la lên rồi tông mạnh cửa xe chạy ra ngoài. Mới đầu anh ta phải bò lết một lúc mới có sức để mà chạy. Phía sau vẫn vang vọng cái giọng nói của Tuấn. Anh ơi, em chết thảm quá. Sao anh lại hại em?
Em đau lắm anh hai ơi. Mặt mày của Thành tái mét, sống lưng lạnh toát đi. Các người dường như không còn chút sức lực nào. Anh ta ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy hai tay của Tuấn vươn dài về phía mình, giống như muốn bóp cổ anh ta vậy. Nè Thành à, dậy đi con. Thành hốt hoảng bật tỉnh dậy, các người đau ê ẩm một cách khó hiểu. Ông Tâm đứng bên cạnh giường, vỗ vỗ vai anh ta. Thành ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của mình, thì ngơ ngác hỏi: Sao con lại ở đây? Hồi 1 giờ sáng thằng Đăng chở con về. Tội thằng nhỏ, nghĩ làm rồi nhưng vẫn lo lắng cho con. Sau này có nhậu thì nhớ về sớm, sai quá ngủ ngoài đường kẻo trúng gió nghe con. Đăng chở con về sao? Ừ. Mà sao mặt con tái mét vậy? Mệt lắm hả? Dạ, con không sao đâu. Tối đó, Thành lái xe đến thăm Hiền. Anh ta thấy Hiền đeo một cái vòng chuỗi gỗ ở trên cổ, thì tò mò hỏi: Từ khi nào mà em thích đeo cái này vậy? Tháo nó ra đi, anh mua cho em mấy sợi dây chuyền vàng mà đeo. Mẹ mới sinh của sư thầy về cho em, cầu cho em bình an mạnh khỏe. Em tháo nó ra là phụ lòng tốt của mẹ lắm. À được, vậy em thích thì cứ đeo. Thành nghiến răng giận dữ rồi lên xe ra về. Mẹ Hiền đứng trong nhà nhìn theo mà hỏi cô: Sao con lạnh nhạt với thằng Thành vậy? Còn kêu mẹ đi xin vòng chuỗi nữa, xin bùa về cho con làm gì? Chuyện này con sẽ nói với bố mẹ sau. Thành lái xe về nhà. Để tránh gặp phải chuyện lúc khuya hôm qua, anh ta đi đường vòng. Bây giờ mới hơn 9 giờ, còn khá sớm, nên xe cộ còn nhiều, nên anh ta không cảm thấy sợ một chút nào. Đường này chạy qua một con ngõ vắng, lác đác có vài căn nhà cấp 4 còn sáng đèn. Thành thả chậm tốc độ thì vô tình nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Anh ta tặc lưỡi: Bọn trẻ con đúng là ngủ trễ thật chứ. Chạy qua khỏi mấy căn nhà, Thành lại tiếp tục nghe thấy tiếng cười lanh lảnh. Anh ta nhíu mày khó chịu, vươn tay định lấy điện thoại thì bất ngờ đụng phải thứ gì đó. Nó mềm mềm ương ướt, còn có cảm giác dính nhớp vô cùng khó chịu. Thành đưa mắt nhìn thì thấy tay của mình toàn máu là máu. Màu máu đã hóa thành màu sẫm từ tay anh ta nhiễu xuống sàn xe. Trên đầu ngón tay của Thành có một cục gì đó nhỏ bằng hạt đậu. Nó cử động vài cái rồi búng lên khỏi tay Thành, bay lên mặt anh ta. Thành nghe thấy tiếng gọi ở trong đầu: Bố ơi, bố ơi. Thứ quỷ gì thế này? Xe của Thành lao thẳng vào trong gốc cây bên đường. Anh ta bị đập đầu vào vô lăng, lập tức bất tỉnh nhân sự đi. Máu từ trên trán từ từ rỉ ra. Thành bị thương nhẹ ở trán nên chỉ xử lý vết thương rồi được đưa về nhà. Từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Thành không được tỉnh táo. Anh ta luôn mất bình tĩnh và sợ sệt điều gì đó, trong miệng cứ luôn lẩm bẩm: Tha cho tao. Ông Tâm thấy con như vậy mà không biết phải làm như thế nào. Ông đành gọi điện cho Hiền nhờ cô giúp. Hiền về biệt thự lúc tối muộn, cô nắm chặt bùa hộ mạng trong túi áo khoác rồi cẩn thận bước lên lầu. Căn biệt thự bị con quỷ cai quản bấy lâu nay, nếu không có bùa, cô sợ mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Trời dần về khuya, căn biệt thự trắng vốn sang trọng nay lại tỏa ra không khí lạnh lẽo ảm đạm. Trên chiếc giường êm ái, Thành đang cố hết sức vùng vẫy mong thoát khỏi cơn mưa kỳ quái. Cứ hễ nhắm mắt lại thì cơ thể máu me của Tuấn
và cái bóng đen không rõ hình dạng kia lại hiện ra, lôi kéo, hù dọa muốn bắt anh ta đi theo. Thành giật mình thức giấc, anh ta sợ hãi chui vào góc phòng ngồi co ro, bờ vai rung lên từng hồi. Hiền lên phòng ngủ nhìn Thành, thấy anh ta đang ngồi ủ rũ trong góc phòng, mặt mũi thì xám ngoét, mắt thâm quầng trũng sâu như thiếu ngủ nhiều ngày. Hiền ngồi xổm xuống lay vai anh ta. Anh ơi, anh sao vậy? Ngay khi Hiền chạm vào người, Thành giật bắn mình hét lên. Tao không muốn theo mày, mày chết rồi, còn không chịu tha cho tao sao? Thành à, anh tỉnh lại đi. Anh ta ôm đầu la hét, càng cúi thấp người xuống hơn. Ông Tâm đứng ở bên ngoài chứng kiến tất cả, trên gương mặt già nua hiện lên sự lo lắng. Từ lúc ở viện về á, nó đều như vậy, cơm không ăn, nước cũng không uống nữa. Mấy nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện không hay, hay là con mời thầy về hóa giải điềm xui cho nhà ta nghe bố. Bữa trước bố có nói với thằng Thành mà nó không đồng ý. Bây giờ nó như thế này á thì nhờ con lo, chứ bố già rồi. Dạ, vậy ngày mai con mời thầy về. Bố đừng có nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Hiền đợi ông Tâm xuống nhà xong, cô quay người nhìn Thành vẫn còn đang run rẩy. Anh thờ quỷ mà cũng sợ ma sao? À phải rồi, quỷ nó không hại anh, nhưng Tuấn và con của tôi á thì nó lại không tha. Ngày hôm sau, Hiền mời về một thầy pháp trẻ tuổi, tướng mạo hiền hậu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Cô được nhiều người nói về vị thầy pháp này, tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực tài giỏi, đã không ít lần hóa giải những vụ án tâm linh. Hiện tại Hiền và Đăng không bị con quỷ làm hại là do có bùa của thầy pháp này giúp mới bình an được đến bây giờ. Hiền cung kính mời người đó vào bên trong. Thầy Hào à, tôi đã kể sơ qua tình hình hiện tại của chồng tôi và căn nhà này, nhờ thầy giúp đỡ. Em biết rồi. Hào đưa mắt đánh giá căn biệt thự một lượt. Nơi đây âm khí dày đặc, cậu cảm nhận có thứ gì đó âm hiểm đang lẩn trốn ở bên trong. Hiền có kể sơ qua tình hình hiện tại, cô muốn Hào tiêu diệt con quỷ mà thành thờ bấy lâu nay. Hào mang ba lô vào trong rồi nói: "Chị dẫn em đi xem nhà một vòng đi." Lên tới phòng sách, Hào chỉ tay vào bên trong. "Nó ở trong đây sao?" Hiền gật đầu. Cô dùng chìa khóa mở cánh cửa kỳ bí ra. Hào cau mày, cậu lấy hai lá bùa dán ở hai bên cạnh cửa rồi bước chân vào. Đây là lần thứ hai Hiền nhìn thấy nơi này, nó lạnh lẽo và u ám hơn nhiều. Bức tượng màu đen trên tủ thờ vẫn im lìm ở đó. Trong căn phòng này chỉ có ánh sáng màu đỏ mờ từ hai bóng đèn trên tủ thờ. Bên trên, cái gan heo được luộc tái đang dần khô lại trên đĩa. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ bốc mùi hôi tanh khó ngửi. Hà bảo Hiền đứng ở bên ngoài, còn cậu thì đi vào trong quan sát. Khi bước đến giữa căn phòng, chân của Hào đột nhiên không cử động được, giống như bị ai đó túm chặt hai chân. Hai bóng đèn trên bàn thờ đột nhiên nổ bụp, cả căn phòng lập tức bị bóng tối bao trùm. Hiền ở bên ngoài hô lên: "Có chuyện gì ạ?" Hào cười thầm rồi trấn an: "Không có gì đâu, chị đóng bức tranh lại đi, tuyệt đối không được vào bên trong." Hiền làm theo lời dặn. Hào lấy điện thoại mở đèn lên thì thấy một cặp mắt đỏ lừ phía sau tủ thờ rồi biến mất đi. Không khí trong phòng giống như có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh. Hào định thân lại rồi vung kiếm chém về phía sau. Ai ngờ chém trúng một thứ giống như bùn đen, mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên. Hào lấy khăn lau sạch cánh tay của mình rồi đặt ba lô xuống nền, lấy ra bốn lá bùa phóng thẳng về bốn góc phòng. Bốn lá bùa bốc cháy rồi đáp xuống nền gạch, nó hóa thành bốn đốm lửa nhỏ
nhưng đã làm cho căn phòng sáng lên. Đây là thuật độn phương. Đột nhiên gió nổi lên, trong phòng như có một lớp sương khói bao phủ. Hào lấy ra một bản mộc lỗ ban khoảng 30 phân, trên đó có một hàng chữ Hán màu đen. Cậu ngồi xuống, mặt đối mặt với tủ thờ mà gõ thước xuống nền. Tay trái từ lúc nào đã lấy ra chuông kim cang mà đồng thời rung lên. Miệng Hào lẩm nhẩm đọc chú, không gian bên trong như rung vang từng hồi. Bốn chân tủ thờ đột nhiên vỡ ra, khiến cho cái bàn rơi ụt một tiếng. Bát hương trên bàn rơi khỏi vị trí, bụi nhang tung ra mù mịt như một làn khói bay thẳng về phía Hào. Cậu dùng thanh mộc lỗ ban vẽ chú trước hư không, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về làn bụi đó. Nhất áp sát thần, nhị áp phong lôi, tam áp kim hỏa, tứ áp hành mộc, ngũ áp thủy phong. Hào vẽ 5 nét ngang, 4 nét dọc, thao tác cực kỳ nhanh. Nhất cấm nhật nguyệt, nhị cấm ngũ sơn, tam cấm ngũ binh, tứ cấm thiên tinh. Hào bỏ chuông vào trong túi, tay bắt ấn kim cang thiên ấn quyết. Thanh mộc vẽ nét cuối cùng của chữ cương bằng tiếng Hán, rồi cậu phất về phía làn bụi kia. Làn bụi nhang trẻ sang làm hai, rồi tan biến đi. Đằng sau bàn thờ có hai cái bóng bàn tay hóa lớn vươn về phía Hào nhằm khống chế cậu, nhưng cậu không để nó đạt được mục đích. Chân trái đạp bộ đi lùi, chân phải vẽ ngũ lôi chú, tay trái bắt thiên kim quyết, tay phải bắt kim ấn quyết. Bụi nhang trên nền nhà làm lộ ra ngũ lôi chú mà Hào vẽ. Khi thời cơ đã đến, cậu giẫm mạnh chân và hô lên, tay chỉ thẳng về bàn thờ. Ngũ lôi sắc. Bàn thờ nổ tung, bức tượng đen rơi xuống nền bể nát. Hào lấy miếng vải đỏ có bốn góc được cột bằng bốn đồng xu phủ lên mảnh vỡ của tượng để ngăn con quỷ chạy thoát ra. Cậu túm lấy miếng vải rồi bỏ nó vào trong hũ, lấy bùa dán lại. Ở bên ngoài, Hiền nghe thấy tiếng động lớn bên trong nhưng không dám đi vào. Cô để điện thoại bên tai, lo lắng nói: Hình như bên trong hình như có chuyện gì đó. Đầu dây bên kia đang bình tĩnh nói: Cứ quan sát thêm một lúc xem. Trong chiếc xe hơi đậu cách căn biệt thự một khoảng rất gần, Đăng và đồng đội đang chăm chú theo dõi tình hình. Xung quanh căn biệt thự này đã được cảnh sát bao vây. Cô Út vừa đi chợ về, thấy trong nhà có cái gì đó lạ lạ, vào hỏi ông Tâm thì biết được Hiền mời thầy về cầu bình an cho nhà. Cô Út lập tức vứt cái giỏ sang một bên, chạy nhanh lên lầu. Ông Tâm cũng vội đi lên. Vừa lên đã thấy Hiền và Hào lao ra khỏi phòng sách. Hai người đang làm gì đó? Tôi nên hỏi cô Út làm gì mới phải. Có phải cô cùng chồng tôi làm cái gì mờ ám hay không? Không có. Nếu không thì phiền cô Út giúp tôi đi nấu một nồi nước sôi. Dạ được. Cô Út ái ngại nhìn sang Hào, sau đó xuống nhà nấu nước. Hào cùng với Hiền sang phòng ngủ xem tình hình của Thành. Vừa rồi bố nghe có tiếng động lớn trên đây, xảy ra chuyện gì sao con? Dạ, mình giúp cho anh Thành trước, cho con sẽ nói với bố sau nha. Được rồi. Hào bảo ông Tâm cùng với Hiền trói Thành lên ghế. Vì anh ta thờ quỷ nên đã mất đi một phía khi lập khế ước. Còn bị vong của Tuấn và bào thai của Hiền quấy phá nên tâm thần bất định. Hào đưa cho Hiền một gói thuốc mà cậu đã chuẩn bị sẵn, bảo Hiền đem xuống nhà nấu nước sôi đổ vào trong thau. Cô Út bưng nước thuốc được nấu xong lên lầu. Hào mỉm cười cảm ơn rồi lấy bốn viên sỏi trắng đặt vào trong đó. Khi nhiệt độ trong thau nguội dần, Hào cởi áo Thành ra rồi đưa hai chân của anh ta vào trong thau. Cậu dùng thước lỗ ban gõ sau gáy Thành khiến cho anh bất tỉnh đi, lấy khăn bát quái trùm lên đầu anh ta cho vẽ chú lên sống lưng bằng cây thước. Vẽ đến đâu mồ hôi tuôn ra đến đó. Hồn ta về,
hồn người, người đi. Ta gọi 7 lần, đông tây nam bắc, khẩn khẩn về đây. Trong lúc mơ màng, Thành nhìn thấy Tuấn đứng trước mặt mình. Hình dạng không phải gớm ghiếc, mà vẫn là bộ dạng trẻ trung hiền lành như xưa. Tuấn mỉm cười nói với Thành: Anh hai à, ra đầu thú đi. Chuyện đến nước này rồi, không thể cứu vãn thêm được nữa. Sau những gì anh đã làm, em mong anh hãy giữ lấy một trái tim lương thiện. Hình ảnh của Tuấn mờ dần rồi biến mất. Khóe mắt Thành tuôn ra những dòng lệ. Anh mở mắt ra, khóc nghẹn lên từng hồi. Hào cầu siêu cho vong hồn của Tuấn và thai nhi của Hiền, sau đó thì rời đi. Trách nhiệm của cậu đã xong, cậu sẽ không liên quan đến phần còn lại. Tâm linh và khoa học là hai khái niệm bất động với nhau. Tuy vậy chúng vẫn luôn âm thầm hỗ trợ cho nhau mà nhiều người không biết đến. Vạn điều trên thế gian này đều có cơ duyên. Một ngày nào đó chúng sẽ hội ngộ với nhau một cách thật trùng hợp và thật tự nhiên nhất. Cảnh sát ập vào áp giải Thành và cô Út về sở. Hiền cũng đi theo để lấy lời khai. Thành khai ra Bảo và một số người anh em của mình, địa điểm cũng như phương thức vận chuyển đường dây buôn bán ma túy. Khi áp giải Thành đi ngang qua Hiền, anh mỉm cười nhìn cô. Anh xin lỗi em. Hy vọng sau này em sẽ tìm được người yêu thương em thật nhiều. Trong mắt Hiền lóe lên một tia dao động. Thành và Bảo bị tử hình, một số khác thì tù từ 7 tới 15 năm. Cô Út chỉ giúp Thành cúng kiến con quỷ nên sớm được thả ra. Cảnh sát địa phương phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở biên giới tóm gọn đường dây buôn bán ma túy và chất cấm. Nhiều người liên quan cũng bị bắt. Căn biệt thự trắng bị tịch thu. Ông Tâm phải dọn về nhà cũ. Trên bàn thờ nghi ngút khói nhang của Tuấn, ông đứng nhìn mà chỉ biết rơi nước mắt. Bố ơi, con mang cơm đến cho bố nè. À, Hiền đó hả con? Hiền bước ra từ chiếc ô tô màu đen đậu ở trước nhà. Cô thấy căn nhà cấp 4 đơn sơ này nhưng ấm áp hơn nhiều so với căn biệt thự trắng kia. Cô bày cơm lên bàn. Bố ăn cơm đi bố. Hiền à, con đừng mang cơm cho bố nữa. Bố tự sống được mà con. Bố đừng nói vậy. Để con thắp cho Tuấn một nén nhang. Ngày mai trăm ngày của chú ấy, con sẽ qua sớm để lo cúng kiến. Ông Tuấn vừa ăn cơm vừa nhìn Hiền. Ông thấy tội cho cô vì gả phải con trai của ông. Hiền rót nước cho ông. Cô ngồi xuống bàn rồi nói: Lúc trước anh Thành có chuyển sang cho con một khoản tiền. Bây giờ con sẽ làm cho bố một sổ tiết kiệm. Sắp tới con hơi bận nên sẽ thuê người về để nấu nướng dọn dẹp trong nhà. Tiền lãi hàng tháng con sẽ đưa bố đi chi tiêu. Bố lớn tuổi rồi, ở nhà một mình con không có yên tâm. Bố còn khỏe mà, con đừng có lo. Dạ, thôi con về, con phải đi dạy rồi. Ờ, đi cẩn thận nha con. Bên ngoài đường, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống mở cửa xe cho Hiền. Vì người đó quay lưng về phía ông nên ông không rõ là ai, nhưng dáng người có chút quen mắt. Ông Tâm đưa đôi mắt già nua nhìn ra ngoài sân, dõi theo chiếc xe đó cho đến khi nó khuất dần. Ông vừa ăn cơm vừa nhìn lên bàn thờ của Tuấn. Hóa ra trên đời này, ngoại trừ vợ con của ông ra, vẫn còn có người không bỏ ông lại một mình. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của
series Âm Dương Kỳ Truyện, tác giả Anh Hào và Lan Lan. Xin nhắc lại những tập truyện trước để cho quý thính giả có thể tiện theo dõi. Đó là Hóa Giải Duyên Âm, Thu Phục Mèo Tinh, Bùa Ngải Chiêu Tài. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.